văn khuyên phát tâm bồ đề. Phàm phu thật hiền tôi là kẻ ngu muội, cúi đầu lại khóc thương xót, bảo với đại chúng hiện diện và nam nữ tình tính sau này, mong muốn từ bi, hãy nghe cho kỹ. Tường nghe cửa chính yếu vào đạo, phát tâm làm đầu, về cấp tu hành lập nguyện làm trước. Lập nguyện chúng sanh mới có thể độ, tâm phát thì Phật đạo mau thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, lập nguyện bền chắc, thì cho dù trải qua kiếp sống nhiều như hạt bụi đi nữa, vẫn ở trong luân hồi. Cho dù có tu hành chỉ là mệt nhọc. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói: quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành thì là nghiệp ma. Quên mất mà còn như thế, huống hồ gì chưa phát. Nên biết muốn học Như Lai Thừa, cần phải trước tiên phát Bồ Tát nguyện, không thể chậm trễ. Nhưng tâm nguyện khác nhau, tướng nó lại nhiều, nếu không nói ra biết đâu mà hướng. Nay xin lược nói ra cho đại chúng. Tướng nó có tám, đó chính là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên là gì? Ở đời có những người một đời tu hành không chịu cứu xét bản tâm của mình, chỉ biết chạy theo những việc bên ngoài. Kẻ cầu lợi dưỡng, kẻ chuộng tiếng hay, kẻ tham dục lạc hiện đời, kẻ cầu vị lai quả báo, phát tâm như thế thì gọi là tà. Đã không cầu lợi dưỡng tiếng hay, lại không tham quả báo dục lạc, chỉ vì sinh tử, vì bồ đề, phát tâm như thế thì gọi là chánh. Niệm niệm trên cầu làm Phật, tâm tâm dưới độ chúng sanh, nghe Phật đạo xa dài, không sanh thối thức, quán chúng sanh khó độ, không sanh mệt mỏi. Như leo lên núi cao vạn nhẫn, phải lên tới đỉnh mới thôi. Như leo tháp chín tầng, lên cho được ngọn, phát tâm như thế thì gọi là chân. Có tội không hối, có lỗi không chừa, trong dơ ngoài sạch. Trước xiên sao nhát, tuy có tâm tốt nhưng phần nhiều bị danh lợi gian dạo. Tuy có thiện pháp nhưng lại bị tội nghiệp làm cho ô nhiễm, phát tâm như thế thì gọi là ngụy. Cõi chúng sanh hết, nguyện tôi mới hết. Đã bồ đề thành, nguyện tôi mới thành, phát tâm như thế thì gọi là đại. Quán ba cõi như nhà ngục, nhìn sanh tử như quan gia, chỉ mong độ mình không muốn độ người, phát tâm như thế thì gọi là tiểu. Nếu ngoài tâm thấy có chúng sanh và Phật đạo, nguyện độ nguyện thành, công quân không quên, tri kiến không mất, phát tâm như thế gọi đó là thiên. Nếu biết tự tánh của chúng sanh nên nguyện độ thoát, tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành tựu, không thấy một pháp lìa tâm mà có, lấy tâm hư không, phát nguyện hư không, hành hành hư không, chứng quả hư không, cũng không có tướng hư không có thể được, phát tâm như thế thì gọi là duyên. Biết được tám sự sai khác này thì biết thẩm sát, biết thẩm sát thì biết lấy bỏ, biết lấy bỏ thì có thể phát tâm. Thẩm sát là sao? Có nghiệp phát tâm của ta đối với tám loại này, thế nào là tà, thế nào là chánh, thế nào là chân, thế nào là ngụy, thế nào là đại, thế nào là tiểu, thế nào là thiên, thế nào là duyên. Thế nào là lấy bỏ? Gọi là bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ tiểu, bỏ thiên, lấy chánh, lấy chân, lấy đại, lấy duyên. Phát tâm như thế mới được gọi là chân chánh phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề này là vua của các pháp lành, tất có nhân duyên mới được phát khởi. Này nói nhân duyên lược có 10 loại. 10 loại nào? 1. Nhớ Phật ân nặng. 2. Nhớ ân cha mẹ. 3. Nhớ ân sư trưởng. 4. Nhớ ân thí chủ. 5. Nhớ ân chúng sanh. 6. Nghĩ đến khổ sanh tử. 7. Tôn trọng tánh linh của mình. 8. Sanh tịnh độ. 10. Mong cho chánh pháp trụ lâu ở đời. Vì sao nhớ ân Phật nặng? Vì Đức Phật Thích Ca của chúng ta đầu tiên phát tâm vì chúng ta mà hành đạo Bồ Tát, trải qua vô lượng kiếp chịu các khổ não. Khi ta tạo nghiệp thì Phật thương xót, đưa ra đủ các phương tiện để giáo hóa, nhưng ta ngu si, không biết tin nhận. Ta đọa địa ngục, Phật lại đau xót, muốn thay ta chịu khổ, nhưng do ta nghiệp nặng nên không thể cứu. Ta được sanh ra làm người, Phật dùng phương tiện để trồng căn lành, đời đời kiếp kiếp theo mãi bên ta, tâm không tạm rời. Khi Phật ra đời, con còn trầm luân, nay được thân người, Phật đã diệt độ. Tội gì mà sanh vào thời mạt pháp? Phước gì mà được xuất gia? Chướng gì mà không thấy Phật thân? May gì mà được chiêm bái xá lợi?
Suy tư như vậy, nếu không trồng thiền căn, lấy gì được nghe Phật Pháp? Không nghe Phật Pháp, làm sao biết thường chịu Phật ân? Ân này đức này, núi đồi khó dụ. Mình không phát quảng đại tâm, hành Bồ Tát hạnh, kiến lập Phật Pháp, cứu độ chúng sanh, thì cho dù thịt nát xương tan, đâu thể báo đáp. Đó là nhân duyên thứ nhất phát tâm Bồ Đề vậy. Vì sao nhớ ân cha mẹ? Thương thai cha mẹ, sanh ta nhọc nhằn, 10 tháng 3 năm mang thai bú mớm, thay khô đổi ướt, nuốt đắng nhã ngọt, mới được thành người. Chỉ mong nối tiếp môn phong, cung thừa tế tự. Này chúng ta đã được xuất gia, lạm xưng người con Phật, hổ thẹn gọi sa môn. Ngon ngọt không cung phụng, tế tự không chu toàn. Cha mẹ sống không nuôi, cha mẹ chết không dẫn được thần hồn. Ở đời thì là đại tổn, xuất thế là chẳng ích gì. Hai đường đều mất, tội nặng khó lường. Tư duy như vậy, chỉ có trăm kiếp ngàn đời thường hành Phật đạo, mười phương ba đời độ khắp chúng sanh, thì không chỉ cha mẹ một đời, mà cha mẹ đời đời cũng đều được cứu độ. Không chỉ cha mẹ của một người, mà cha mẹ của người người đều được siêu thăng tất cả. Đó là nhân duyên thứ hai của phát tâm Bồ Đề vậy. Vì sao nhớ ơn sư trưởng? Cha mẹ tuy sinh ra thân ta, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian thì không biết lễ nghĩa. Nếu không có sư trưởng xuất thế gian thì không biết Phật Pháp. Không biết lễ nghĩa thì có khác gì cầm thú. Không biết Phật Pháp thì có khác gì người đời. Sự hiểu biết lễ nghĩa cạn cợt, sự hiểu biết Phật Pháp thiển cận của chúng ta hôm nay đây, ca sa che thân, giới phẩm triêm thân, những ân nặng này đều từ sư trưởng. Nếu cầu quả nhỏ chỉ được lợi mình, nay vì đại thừa phổ nguyện lợi người. Hai loại thầy thế xuất thế gian đều được lợi ích. Đó là nhân duyên thứ ba của phát tâm Bồ Đề vậy. Vì sao nhớ ơn thí chủ? Vì chúng ta hôm nay đây, đồ dùng hàng ngày chẳng có cái gì của mình cả. Cơm cháo ngày ba bữa, y áo mặc bốn mùa, thuốc thang khi tật bệnh, phí dụng cho thân khẩu, tất cả của này đều từ nơi khác mang đến cho ta dùng. Họ thì hết sức cày cấy, còn chưa đủ ăn. Ta thì ngồi yên thọ thực, còn không vừa ý. Họ thì dệt vải không ngừng, mà còn không đủ che thân. Ta thì y phục có thừa, đâu biết quý tiếc. Họ thì nhà tranh vách lá, bận loạn cả đời. Ta thì chùa to Phật lớn, nhàn rỗi quanh năm. Họ lấy công quả khó khổ mà cúng, ta phóng vật, tâm có an không? Lấy lời của họ mà mập thân mình, lý có thuận không? Nếu như bi trí cùng giận, phước tuệ nghiêm thân, thí chủ mới được nhờ ân, chúng sanh mới được phước báo. Không thì hạt gạo tất tơ, chắc chắn đền trả, quả ác khó tránh. Đó là nhân duyên thứ tư của phát tâm Bồ Đề vậy. Vì sao nhớ ân chúng sanh? Vì ta và chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp từng làm cha mẹ của nhau, nên có ân với nhau. Nay tuy cách thế hôn mê, không quen biết nhau, nhưng lấy lý suy đâu không báo đáp. Những con vật mang lông đội sừng đời nay, sao biết chẳng phải ngày xưa từng làm con mình? Những loài bò bay tựa động đời nay, sao biết chẳng từng làm cha của ta? Thường thấy trẻ con xa cha mẹ, lớn lên mặt mũi đều quên. Huống hồ thân duyên nhiều kiếp, nay thì trương dương khó nhớ. Họ đang kêu gào dưới địa ngục, trôi lăn trong ngạ quỷ, đau đớn ai hay, đói khát ai giúp. Ta tuy không thấy không nghe, nhưng họ tất cầu cứu tế. Chẳng phải kinh không thể chỉ rõ chuyện này, chẳng phải Phật không thể nói được lời này. Bọn người tà kiến lấy gì để biết việc này? Cho nên Bồ Tát nhìn sâu nơi trùng kiến, đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai, thường nghĩ đến lợi ích, nhớ báo thâm ân. Đó là nhân duyên thứ năm của phát tâm Bồ Đề vậy. Vì sao nghĩ đến khổ sanh tử? Vì ta và chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay luôn ở trong sanh tử, chưa được giải thoát. Cõi trời cõi người, cõi này phương khác, vào ra vạn lần, chốc lên chốc xuống, chốc thì làm trời, chốc thì làm người, chốc thì làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Địa ngục sáng ra tối lại vào, hầm xác tạm trời rồi lại nhập. Lên núi đao nhúc nhích là thân thể tan nát, vinh cây kiếm thì tết vuông đều cắt nát. Hòn sắt nóng không trừ được đói, nuốt vào thì gan ruột chín rụng. Nước đồng sôi khó trừ cơn khát, uống vào thì xương thịt đều tan. Cưa bén phân thây đứt rồi liền lại, gió vừa thổi vào chết rồi lại sanh. Trong thành lửa lớn nở nghe tiếng thảm kêu gào, trong chảo dầu sôi chỉ nghe tiếng rên thống khổ. Bằng giả mới ngưng
thì trạng tợ nhụy sen xanh kết, máu thịt đã phân, thì thân như hoa sen hồng nở. Một đêm sống chết, địa ngục trải qua vạn lần, một mai đau khổ, nhân gian đã quá trăm năm. Liên tục phiền nhọc ngục tốt, ai tin sự giáo giới của Diêm Vương? Lúc chịu mới biết khổ, hối hận nhưng đã muộn màng. Thoát ra rồi quên, lại tạo nghiệp như cũ. Đánh lừa chảy máu, ai hay mẹ ta đang khóc. Kéo heo đến lò mổ, đâu biết chính là nỗi đau của cha anh. Ăn thịt con mà không biết, Văn Dương còn thế. Ăn thịt người thân mà không hay, phàm phu đều thế. Năm xưa ân ái, nay làm quan gia. Ngày xưa thù địch, nay thành cốt nhục. Xưa làm mẹ mà nay làm vợ, xưa làm ông, nay lại làm chồng. Có túc màng thông biết được, chắc là xấu hổ lắm. Có thiên nhãn thông thấy được, đáng cười, đáng thương lắm. Trong đống phận quế, 10 tháng bao tàn khó chịu. Trong đường máu mủ, đột nhiên lộn cổ sinh ra đáng thương. Còn nhỏ chẳng biết chi, đông tây chẳng rõ, lớn lên biết chút ít, tham dục liền sanh. Thoáng chốc, già bệnh cùng tìm, nhanh chóng vô thường lại đến. Gió lửa trên nhau, thần thức bên trong náo loạn, tinh huyết đã kiệt, da thịt bên ngoài khô khan. Không một lỗ chân lông nào không bị chui đâm, có nhiều lỗ nhưng không lỗ nào không bị dao cắt. Con rùa bị nấu chín mới lột được xác, nhưng cũng còn dễ. Thần thức sắp tàn, nhưng rời thân thể quả cực khó. Tâm không làm chủ, giống khách buôn chốn chốn chạy tìm. Thân không có hình trạng cố định, thay đổi nhiều lần như nhà cửa. Lấy hạt bụi của cả đại thiên cũng có sánh được thân qua lại. Nước của bốn biển đố ai tính được nước mắt biệt ly. Xương chất như núi cao, cao hơn cả núi. Xương giải thành đống, nhiều hơn cả đại địa. Nếu không nghe lời Phật, việc này ai thấy ai hay? Chưa đọc kinh Phật, lý này ai hay ai biết? Nhiều kẻ tham luyến như xưa, vẫn mê như cũ. E rằng vạn kiếp ngàn đời, một sai trăm sai. Thân người khó được mà dễ mất, cơ hội tốt dễ qua mà khó tìm. Đường đi mịt mờ, biệt ly trường cửu. Ác báo ba đường, rồi mình tự chịu. Đau không thể nói, ai kể thay cho anh? Thương xót mở lời, đâu không lo sợ. Cho nên phải cắt đứt dòng sanh tử, ra khỏi biển ái. Mình người đều cứu, bỉ ngạn cùng lên. Công quân của muôn ngàn kiếp, chỉ một bước này. Đó là nhân duyên thứ 6 phát tâm Bồ Đề vậy. Vì sao tôn trọng tánh linh của mình? Vì hiện tại ta đây cùng Phật Thích Ca không khác. Tại sao Đức Thế Tôn đã thành Phật từ kiếp nào, mà chúng ta đây hôn mê điên đảo còn làm phàm phu? Lại Đức Phật thì có đủ vô lượng thần thông trí huệ công đức trang nghiêm, còn chúng ta thì chỉ có vô lượng nghiệp chướng, phiền não, sanh tử trói buộc. Tâm tánh thì một mà mê ngộ xa nhau như trời vực. Lẳng lặng mà xét, đâu thể không thẹn. Thí như viên bảo châu vô giá bị vùi trong bụng, giống như ngói gạch không biết quý trọng. Vì thế nên dùng vô lượng pháp lành để đối trị phiền não. Tu đức có công thì tánh đức mới hiện. Như viên bảo châu được rửa sạch, treo trên cờ cao, thấu triệt ánh sáng, che đậy tất cả, có thể gọi là không phụ ân Phật, không phụ tánh linh của mình. Đó là nhân duyên thứ 7 của phát tâm Bồ Đề vậy. Vì sao phải sám hối nghiệp chứng? Kinh nói phạm một tội nhẹ như trời tứ thiên dương thọ 500 tuổi đọa trong địa ngục. Tội nhẹ mà còn bị quả báo ấy, huống hồ tội nặng. Quả báo của nó khó mà nói hết. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhất cử nhất động đều trái giới luật. Chén cơm bát nước luôn phạm thi la giới. Một ngày phạm tội cũng đáng vô lượng, huống hồ phạm giới đời này qua kiếp khác. Tội ấy càng không thể nói hết. Tạm lấy năm giới mà nói, 10 người phạm hết 9, ít người phát lộ, phần nhiều che giấu. Năm giới gọi là giới tại gia, còn chưa hành trì viên mãn, huống hồ các giới sa di, tỳ khưu, bồ tát lại càng không cần phải nói. Hỏi danh thì nói tôi là tỳ khưu, hỏi thực thì còn không bằng một cư sĩ tại gia. Thật đáng hổ thẹn. Phải biết giới Phật không thọ thì thôi, thọ rồi không được quý phạm, không phạm thì thôi, phạm thì tất bị đọa lạc. Nếu không thương mình thương người, đau cho mình đau cho người, thân khẩu cùng khẩn thiết, bi thương cùng tột, khắp vì chúng sanh cầu xin sám hối, thì ngàn đời vạn kiếp ác báo khó trốn. Đó là nhân duyên thứ 8 của phát tâm Bồ Đề vậy. Vì sao phải cầu sanh tịnh độ? Bởi vì tu hành ở cõi ta bà này rất khó tiến đạo. Giảng sanh tịnh độ thành Phật rất dễ. Dễ nên một đời có thể thành Phật, khó
nên nhiều kiếp không thành. Do đó, thánh hiền xưa ai cũng hướng về ngàn kinh muôn luận, cũng đều chỉ về tu hành thời mạt pháp, không pháp nào qua pháp môn Tịnh Độ. Nhưng kinh nói ít, thiện không sanh, nhiều phước mới được sanh lên cõi ấy, Tịnh Độ. Nói nhiều phước không gì bằng chấp trì danh hiệu, nói nhiều thiện không gì bằng phát quảng đại tâm. Do đó, vừa trì danh hiệu Phật phước hơn bố thí trăm năm, phát quảng đại tâm vượt hơn tu hành muôn kiếp. Bởi niệm Phật vốn mong làm Phật, mà đại tâm không phát thì niệm để mà làm gì? Phát tâm vốn để tu hành, mà Tịnh Độ không sanh thì phát rồi cũng dễ thoái thất. Do đó, trồng hạt giống Bồ Đề, cày bằng cày niệm Phật thì đạo quả tất nhiên tăng trưởng. Thuyền đại thừa nguyện chèo trong biển Tịnh Độ thì Tây Phương chắc chắn vãng sanh. Đó là nhân duyên thứ 9 của phát tâm Bồ Đề vậy. Vì sao phải làm cho chánh pháp trụ lâu ở đời? Bởi vì Đức Phật của chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, vì chúng ta mà tu đạo Bồ Đề, làm những việc khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn. Nhân duyên quả mãn, liền được thành Phật. Đã thành Phật rồi, quá duyên xong khắp, mới vào Niết Bàn. Chánh pháp tượng pháp đều đã qua rồi, chỉ còn mạt pháp. Có tu mà không có chứng, tà chánh không phân, thì phi chẳng rõ, cạnh tranh nhân ngã, toàn theo lợi danh. Đưa mắt nhìn quanh, ai cũng như thế. Không biết Phật là người nào, pháp nghĩa là gì, tăng gọi là gì. Suy tàn đến độ không nói nên lời, mỗi khi nghĩ đến là nước mắt rơi. Ta là đệ tử Phật không thể báo ân. Trong chẳng ích gì cho mình, ngoài chẳng ích gì cho người. Sống chẳng ích gì cho hiện tại, chết chẳng ích gì cho mai sau. Trời tuy cao không thể che ta, đất tuy dày không thể chở ta. Kẻ mang tội nặng nhất chẳng phải ta thì là ai? Do đó đau không chịu nổi, tính không ra đường, nhưng vội quên bí lậu. Phát Bồ Đề tâm, tuy không thể cứu giảng mạt giận ngay lúc này, nhưng quyết sẽ hộ trì chánh pháp cho lai thế. Cho nên cùng chư thiện hữu cùng đến đạo tràng làm pháp xá ma, hối lỗi xin người khác nhận thứ tội lỗi cho mình, lập pháp hội này, phát 48 đại nguyện, nguyện nguyện độ sanh, hẹn với tâm tâm trăm kiếp ngàn đời, tâm tâm làm Phật. Bắt đầu từ hôm nay cho đến muôn đời sau, bỏ thân mạng này, nguyện về Cực Lạc, lên được cửu phẩm, trở lại Ta Bà, làm cho Phật pháp ngày một sáng lên, pháp môn ngày càng tỏ rạng, tăng hải trong sạch nơi cõi này, nhân dân được quá ở nhân gian. Kiếp giận vì đó kéo dài, chánh pháp nhờ đó cửu trụ. Đây là chút lòng chân thật tha thiết và là nhân duyên thứ 10 của phát tâm Bồ Đề vậy. Rõ đủ 10 duyên, biết khắp 8 pháp như vậy thì xu hướng có nơi, khai phát có chỗ. Cùng nhau được thân người này sinh nơi Trung Quốc, 6 căn đầy đủ, tứ đại điều hòa, có đủ tính tâm, không bị ma chướng. Huống này chúng ta lại được xuất gia, được thọ cụ giới, được gặp đạo tràng, được nghe Phật pháp, được chiêm bái xá lợi, được tu sám pháp, được gặp bạn lành, được đủ thắng duyên. Không ngày hôm nay phát đại tâm này, còn đợi đến ngày nào nữa? Mong đại chúng thương cho sự chân thành ngu muội của tôi, thương cho khổ chí của tôi, cùng lập nguyện này, cùng phát tâm này. Ai chưa phát giờ phát, đã phát rồi tăng trưởng thêm, đã tăng trưởng nay tiếp tục tăng trưởng nữa. Chớ sợ khó mà thoái khuất, chớ thấy dễ mà kinh lợn, chớ muốn nhanh mà không lâu dài, chớ biến nhát mà không dũng mạnh, chớ quỷ mị mà không phấn chấn, chớ lần nữa mà lại ngóng mong, chớ vì ngu đồn mà một bề vô tâm, chớ vì chậm lục mà tự ti yếu kém. Giống như trồng cây, trồng lâu thì rễ cạn thành sâu, lại như mài dao, mài lâu thì dao cùng thành bén. Đâu thể vì cạn mà không trồng, mặc cho nó khô, vì cùng mà không mài, dứt đi không dụng. Nếu nói tu hành là khổ thì đâu biết biến nhát càng khổ. Tu hành tuy khổ nhọc tạm thời nhưng an lạc vĩnh kiếp, biến nhát tuy sung sướng một đời nhưng chịu khổ đa sanh. Huống hồ lấy Tịnh Độ làm thuyền thì lo gì thoái chuyển, lại được vô sanh làm sức nhẫn thì lo gì gian nan. Nên biết những tội nhân trong địa ngục mà còn phát Bồ Đề từ nhiều đời kiếp trước, đâu thể là con người lại là đệ tử Phật mà không chịu lập đại nguyện ở đời nay. Vô thủy hôn mê, việc quá rồi không ngăn được, nhưng nay giác ngộ, tương lai vẫn còn đuổi kịp. Tuy nhiên mê không tỉnh ngộ, cố nhiên đáng thương, nếu biết mà không làm lại càng đau xót. Nếu sợ cái khổ địa ngục thì tinh tấn liền sinh, nếu nghĩ cái nhanh chóng của vô thường tự nhiên không giải đãi, lại phải lấy Phật pháp làm cây roi,
bạn lành làm người nâng đỡ, một phút không rời, cả đời nương tựa, thì không có nỗi lo thoái thất. Chớ bảo một niệm nhỏ nhoi, chớ bảo nguyện không vô ích. Tâm chân thì diệt thật, nguyện lớn thì hành xong. Hư không không lớn, tâm dương mới lớn. Kim cương không bệnh, quyền lực mới bệnh. Đại chúng quả thật có thể không bỏ ngoài tai những lời của tôi, thì quyến thuộc Bồ Đề trở thành đối tác từ đây. Liên xã tông ước hàng tốt từ đó. Nguyện cùng sanh về Tịnh Độ, cùng thấy Di Đà, cùng hóa chúng sanh, cùng thành chánh giác. Thì biết đâu 32 tướng tốt đời vị lai, trăm phước trang nghiêm, không bắt đầu từ phát tâm lập nguyện từ hôm nay. Mong đại chúng cùng cố gắng, rất mong, rất mong. Phật Nam.